Thưa quý thính giả của Thời báo Media, đây là bản tin cho ngày thứ ba, mùng 7 tháng 7 năm 2020. Thưa quý thính giả, những tin tức quan trọng trong ngày hôm nay là tin về những sinh viên du học Hoa Kỳ có thể bị trục xuất trở về nước. Theo tin của Cơ quan Thi hành Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE phổ biến hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7, thì những sinh viên hiện đang du học Hoa Kỳ ở các trường đại học mà học trình trong mùa thu năm nay sẽ hoàn toàn qua mạng Internet, không phải đến lớp, thì những sinh viên này có thể bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ. Những sinh viên muốn ở lại Hoa Kỳ sẽ phải ghi danh học ở một trường đại học khác, đòi hỏi ít nhất thỉnh thoảng người này phải đến trường. Có rất nhiều trường đại học Mỹ như trường đại học Harvard đã thay đổi học trình cho khóa học mùa thu năm nay vào tháng 9 năm 2020, mà sinh viên hoàn toàn học online. Như thế, các sinh viên du học đến các trường như đại học Harvard sẽ phải trở về nước của họ. Phần lớn những sinh viên đi du học ở các quốc gia Tây phương như Hoa Kỳ, Úc, Canada đều muốn trở lại làm việc ở xứ này sau khi tốt nghiệp, và nhất là có thể kiếm việc làm trong mùa hè trong thời gian theo học như là ở Canada. Tuy nhiên, việc trở về nước và học online sẽ làm mất đi những cơ hội cho các sinh viên này được xin ở lại Mỹ với tư cách thường trú cũng như là ở Canada. Thì chúng ta cũng không biết rõ là trong tương lai các cơ quan di trú Canada có thể buộc những sinh viên học online phải về nước hay không. Hiện nay có khoảng 400.000 sinh viên ngoại quốc có chiếu khán ở lại Mỹ trong vòng 1 năm. Trong vòng 4 năm kể từ khi ông Trump lên cầm quyền, thì số người sinh viên Mỹ du học ở Mỹ đã sút giảm 40%, tức là trước đó có khoảng 650.000 người vào năm 2016 và bây giờ chỉ còn có 400.000 người, là vì những khát khao gò bó của chính sách di dân sau này khi thời ông Trump lên cầm quyền. Thì cũng có những tin tức qua vui là không có thêm người chết COVID-19 ở tỉnh bang Ontario. Thì trong ngày thứ hai vừa qua, trong vòng 24 giờ trước đó, không có người nào chết vì COVID-19 ở tỉnh bang Ontario. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra kể từ cuối tháng 3 cho đến nay. Ngày có nhiều người chết nhất trước đây là nào mà ngày 30 tháng 4, có 86 người chết. Hiện nay tổng cộng ở tỉnh bang Ontario có 2.689 người chết và chỉ còn có 118 người bị bệnh, và trong số này chỉ có 36 người phải nằm bệnh viện và 21 người cần máy trợ thở. Trong khi đó, những tin tức cũng cho thấy là có những người rất là trẻ tuổi, khỏe mạnh, không hút thuốc và sống điều độ mà cũng bị chết vì COVID-19, như trường hợp của một tài tử kịch nghệ Broadway, mà người này là một người gốc Canada. Tài tử này tên là Nick Cordero, năm nay 41 tuổi. Ông sinh quán ở thành phố Hamilton, Canada, và đã là một ngôi sao của sân khấu kịch Broadway. Ông này là một tài tử kịch nghệ kiêm ca sĩ và kiêm nhạc sĩ, từng được đề cử giải Tony Award và phải vào bệnh viện thành phố Los Angeles vào ngày tháng 4 vừa qua vì ông ta nghĩ là ông ta bị xương phổi, nhưng các thử nghiệm cho thấy là ông bị nhiễm COVID-19. Thì theo những tin tức cho biết là COVID-19 đã tàn phá cái lá phổi người này, là giống như một người đã hút thuốc 50 năm mà thật sự ông không là người hút thuốc. Sau đó có những biến chứng và ông bị buộc phải cưa chân phải, nhưng mà cuối cùng thì những hệ thống tim, thận và phổi của ông đều bị hủy hoại. Người ta phải cho ông dùng máy trợ thở và cuối cùng thì ngày hôm qua ông đã qua đời. Điều này chúng cho thấy là con virus corona này không chừa một ai. Ngay cả những người khỏe mạnh, không bệnh mãn tính cũng có thể chết vì con virus, như là ông tài tử kịch nghệ này. Thưa quý thính giả của Thời báo Media, chúng tôi xin tạm ngưng mục thời sự hàng ngày kỳ này ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong mục thời sự hàng ngày kỳ sau.